Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, không ăn được rau củ đã có pít yểm trợ. Nay tôi sẽ làm nguyên mâm đồ ăn nào cơm, nào trứng, nào thịt kết hợp với rau củ quả dễ ăn thì khỏi phải bàn. Nhìn tưởng thì nhạt nhẽo thế thôi nhưng mà không nhạt nhẽo tí nào đâu. Get go! Rồi, lục trong tủ thấy có dưa chuột này, cà rốt, súp lơ với lại một chu bí. Xin được gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới cái người đã phát minh ra cái nạo này. Tiện ghê ý, nạo gì cũng được luôn. Từ khi có em nó, cuộc sống nó bỗng dễ dàng, dễ thở hơn nhiều. Mấy cái quả ổi, quả xoài, quả cóc được giải quyết trong vòng một nốt nhạc hết. Rau củ sơ chế xong cho đi tắm nước mát, rồi bỏ vào nồi luộc sơ. Nay làm 3 món thì tới 2 món cà rốt đã phải cắt hột lựu rồi. Cắt càng nhỏ càng tốt nhá, còn súp lơ thì mình cũng băm nhỏ. Ức gà 4 lạng mua trong siêu thị nên là mình phải về nhà băm. Còn nếu mọi người mua ở ngoài chợ thì bảo các cô ấy xay cho. Kế đó lần lượt cho hành tây, cà rốt, súp lơ, dưa chuột theo một lượng vừa đủ vào. Cái này thì cũng không có bắt buộc đâu, mọi người thích ăn nhiều cái gì thì cho vào nhiều cái đấy. Nêm nhạt nhạt với 1/4 thìa cà phê súp, 1/4 thìa cà phê bột ngọt, thêm xíu dầu ô lưu cho kết dính nữa rồi trộn đều. Thật ra trong một cái công thức nguyên bản nào đấy mình tìm thấy ở trên mạng thì nó còn cho bột mì hoặc là bột năng gì đó nữa cơ. Nhưng mà mình cảm thấy là thôi cho bột làm gì, tương đây là được rồi. Nạn xong, vứt tủ lạnh để khoảng nửa tiếng. Thứ nhất để cho gia vị ngấm này, thứ hai là cho cái khuôn chả gà nó cố định lại. Lúc chiên rau củ nó sẽ không bị bung ra tại vì mình không cho bột mà. Rồi, sang cái món tiếp theo sẽ dành cho team nào thích ăn trứng vì mình sẽ kết hợp trứng với lại rau củ. Rán trứng mỏng thiệt mỏng, thêm lá xà lách bản to lên trên. Và vẫn những cái loại rau củ đấy thôi, cà rốt này, dưa chuột, thêm xúc xích vào cho nó hay ho. Hoặc nhìn chung cái món này nó cũng freestyle ấy mà, thích ăn gì thì cho cái rau đấy. Cuối cùng là khéo léo cuộn tròn lại như là cuộn kim bắp vậy. Để ý bẻ gập phần rau xà lách lại trước khi cuốn nhá, chứ không là cái phần rau này nó dễ làm trứng của mình rách lắm. Đó, chỉ vậy thôi là chúng mình đã có xong một cái món để ăn cơm rồi. Nhắc tới cơm thì cũng phải có cơm luôn chứ, cơm này cũng trộn rau củ luôn. Nếu các bác hỏi tôi là nhìn trông nó chả khác gì so với cái món chả gà đầu tiên cả thì tôi nói đúng rồi đấy, ngoại trừ việc là nó có thêm xúc xích nè, với lại nó là cơm. Nêm nếm cũng khác nhau nha, với cơm thì mình cho dầu mè với tí tiêu bắc nữa thôi cho dậy vị. Tam giác hình tròn hình vuông, random bừa một cái chọn vô khuôn. Còn con người mà mâu thuẫn quá thì đặt cái miếng phô mai vào giữa, chúng ta đã có ngay một cái cơm nắm vừa heo thì lại vừa không heo thì. Sốt phết lên trên bề mặt cơm, chúng ta cần một thìa dầu hào, một thìa nước tương, một thìa đường, khuấy cho tan. Kể ra mà nhà có đường nước thì tốt, chứ cái đường tinh này khuấy quá trời quá đất nó mới tan được các bác ạ. Rồi, phết đều lên cơm như thế này, cho vào nồi trên không dầu nướng ở 180 độ C trong vòng 7 phút, cứ khoảng hơn 3 phút lại bỏ ra lật mặt. Vậy là một bữa cơm hoàn chỉnh, có cơm này, có thức ăn là trứng này, rồi lại có chả gà nữa. Cơm nóng hôi hổi, đậm đà nhờ sốt, bên trong thì sẽ có phô mai béo béo ngậy ngậy. Trứng cuộn ăn không thì hơi nhạt xíu, anh em nên chấm cùng với lại một cái sốt ăn kiêng hoặc là cái sốt QP phô mai ấy, cái đấy ít cáp cực kỳ. Trong 3 món thì Pete thích chả gà nhất chỉ đơn giản là bởi vì nó có thịt, thêm nữa là nó còn có mấy cái loại rau củ ăn bớt ngán hơn nhiều. Mọi người nhất định phải thử cái món này nhá, chứ ăn ức gà bình thường khổ đét à. Còn bác nào có cách biến tấu ăn rau củ quả hay ho hơn nữa thì có thể gợi ý cho Pete biết với nha.